Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Na. Em bé ngày đây đang đông đùa trong cái võng. Vừa thi xong hơn 3 tháng rồi em bé sinh ra trên đời này một cách an toàn và nhẹ nhàng và vui vẻ và khỏe. Và bây giờ Na muốn chia sẻ về việc sinh con tại nhà. Tại vì thế là xu thế khắp thế giới là sinh con ở bệnh viện. Đa số mọi người nghĩ là sinh con ở bệnh viện sẽ tốt hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn, hiện đại hơn. Và nếu có một vấn đề nào đó thì bác sĩ sẽ ngày đó để giúp bạn. Mà Na muốn giải thích sự khác biệt giữa sinh con tại nhà và những lý do Na đã sinh con tại nhà thay vì bệnh viện. Người phụ nữ mình thì có rất là nhiều nỗi lo và nỗi sợ về việc sinh con. Không biết ở Việt Nam thế nào, nhưng mà ở bên Mỹ thì người xem phim và thấy việc sinh con rất là đau đớn, rất là kinh khủng. Và thấy nó cũng rất là nguy hiểm nữa. Mà thực tế có phải như vậy không? Ê, con thấy sao hả? Và Na cũng muốn mọi người biết là Na không phán xét người khác sinh con ở bệnh viện, nhưng mà Na thấy là phụ nữ mình phải biết rõ về cả hai, về việc sinh ở bệnh viện và sinh ở nhà. Và khi mình có đủ kiến thức thì mình có thể lựa chọn cho chính mình, không phải là người khác chọn cho mình. Tại vì đây là cơ thể của mình, và quan trọng hết là đây là con của mình, và mình muốn con khỏe nhất có thể, đúng không nào? Rồi thì video này Na đã quay bằng tiếng Anh rồi, tại vì thế là tư vấn về việc sinh con hơi khoa học một chút thì Na phải học thêm, và Na hơi ngại để quay bằng tiếng Việt. Nhưng mà đến lúc để chia sẻ về chuyện này thì ba phần nhé. Là một, video này sẽ về những lý do Na đã chọn việc sinh ở nhà. Video tiếp theo sẽ về việc chuẩn bị sinh con ở nhà. Và video thứ ba là câu chuyện của Na và em bé ngày em bé sinh ra trên đời này. Rồi, lý do đầu tiên Na đã chọn sinh con ở nhà là môi trường quen thuộc. Bạn thương thật nhé, là bạn đang mang thai, và đấy là một giai đoạn rất là nhạy cảm. Bạn đang thay đổi rất là nhiều trong một ngày, nhiều cảm xúc khác nhau. Bạn có rất là nhiều nỗi lo về việc sinh con và việc nuôi con nữa. Thế giới của bạn sắp thay đổi hoàn toàn 100%. Và bạn đi khám rồi. Bạn thấy ở nhà thì thoải mái nhất. Và ngày mà bạn sinh, bạn không biết chuyện gì sắp xảy ra. Không chỉ đó mà bạn phải đi một môi trường khác, phải đi bệnh viện, không thể ăn uống, và bệnh viện nào cũng có luật khác nhau. Ví dụ thường ở bệnh viện thì không được ăn uống, thì bạn phải sinh con có lẽ 10, 20 tiếng đồng hồ, lâu hơn nữa, và không ăn uống gì hết. Khi ở nhà thì các bạn có thể ăn uống thoải mái, các bạn có thể đi vệ sinh thoải mái, các bạn có thể đi phòng ngủ, đi ra ngoài, đi dạo, giao tiếp với người thân, không có người lạ ở đó, chỉ có những người mà bạn cho phép ở đó. Thì đó là lý do đầu tiên là sinh con ở nhà, tại vì thấy thoải mái nhất. Mình có giường mà mình thích, mình có nhạc mà mình thích, mình có món ăn mà mình thích, mình muốn uống sinh tố, chuối, nước dừa cho năng lượng thì mình có thể làm được. Mình muốn bạc nhạc thư giãn, mình có thể làm được. Mình thấy đau, mình muốn đi dạo trong vườn, mình có thể làm được. Mình muốn hát lên, mình có thể làm được. Đây là nhà của mình, thì mình có thể chọn. Em bé muốn đồng đưa với Na. Lý do thứ hai Na quyết định sinh con ở nhà là không có ai lấy con của mình khi con mới sinh ra. Nếu bạn ở bệnh viện thì thường con sinh ra và ngay lập tức một người khác, bác sĩ hay y tá sẽ lấy con của mình và đi đâu?
họ có thể đi một phòng khác để khám con và thường không có vấn đề nào hết. Nghiêm túc để lấy con nuôi về. Quan trọng nhất là con sinh ra và cảm thấy thoải mái và kết nối với người mẹ. Và bạn đã mang thai trong 9 tháng đã kết nối với em bé trong bụng. Và bạn rất là muốn gặp mặt của em bé. Nhưng mà khi em bé sinh ra thì bạn không thể làm nuôi về. Tại vì ở bệnh viện họ muốn khám ngay lập tức. Và đó không phải là vì tốt nhất cho em bé hay mẹ, nhưng mà tiện cho họ để làm xong. Nhưng mà thường nếu em bé có vấn đề, bạn sẽ biết ngay lập tức rồi họ có thể giúp. Nhưng mà nếu không có vấn đề nghiêm túc thì quan trọng nhất là em bé trên cơ thể của mẹ. Họ sẽ làm gì khi họ lấy con của mình? Có thể họ sẽ check con ngay lập tức. Và nếu bạn tin hay không tin vào chuyện đó là tùy bạn. Nhưng mà nà nghĩ là mọi người có thể đồng ý là điều đó không cần thiết. Phút đầu tiên của đời này, họ sẽ tắm cho con mình. Và điều đó cũng sẽ làm con bị stress. Con biết là người đó không phải là mẹ của mình. Con sẽ hỏi là người mẹ của mình ở đâu. Con không biết là mẹ đang đôi cho con. Em bé thì chưa suy nghĩ như thế. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là dễ rôn của con. Na thì không khách dễ rôn. Và na sẽ làm video riêng về vấn đề này. Tại vì na thấy vấn đề này rất là quan trọng luôn. Thường thì con sinh ra ngay lập tức. Khách điều đó làm con bị sốc, khá là đau. Và con sẽ mất 30% của máu khi dây rón bị cắt sớm. Ít nhất là con cần vài phút. Na thì hâm cắt luôn để dây rón và thai nhau đúng không? Placenta, một cách tự nhiên. Đó có gọi là lotus birth, là sinh hoa sen. Rất là nhiều văn hóa khắp thế giới thì làm như vậy. Đặc biệt ở Bali, Indonesia thì người mẹ sẽ hâm cắt dây rón và nó sẽ khỏi cơ thể của con một cách tự nhiên. Em bé này thì ở đó khoảng 4 ngày, 5 ngày gì đó và nó thấy wow, đó rất là đặc biệt. Ít nhất nếu bạn không muốn làm như vậy thì không sao, tại vì khá là kỹ để chăm sóc nó trong vài ngày và bạn cũng bị mệt nó. Thì ít nhất là bạn có thể để nó vài phút, 10 phút, 1 tiếng. Nhưng mà ở bệnh viện thì thường họ sẽ cắt và họ không tôn trọng nó. Họ coi nó như rác và họ sẽ bỏ. Và điều đó sẽ ảnh hưởng sức khỏe của hai mẹ con, tâm lý nữa. Thì nếu mình sinh con ở nhà, mình có thể chọn mình muốn làm gì với dạy rón của con và thai nhau của con. Điều này sẽ cho phép con sinh ra trên đời này một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Từ thế giới bên trong bụng đến thế giới ở ngoài sẽ smoother transition. Ngày thứ tư mình đã chọn sinh con ở nhà là nếu qua ngày sinh thì không bị áp lực. Không có ai nói là mình phải sinh mở, tại vì họ nghĩ là con sẽ sinh ra ngày 10, rồi hôm nay là ngày 11 thì con ở đâu? Mình tưởng là con sẽ sinh ra ngày 22, rồi hôm nay là ngày 22 rồi, mà mình chưa có dấu hiệu là sinh, thì mình lo lắng. Nhưng mà tại sao mình lo lắng? Vấn đề đó rất là bình thường, hết sức bình thường. Và khi mình đi qua ngày sinh, có nghĩa là mình đang ăn đủ dinh dưỡng, con rất là khỏe bên trong cơ thể của mình. Khi con sinh sớm, con nghĩa thơm thì con nghĩa là người mẹ không hấp thụ đủ dinh dưỡng thì con muốn sinh ra để uống sữa, tại vì con biết là sữa sẽ có đủ nếu bên trong bụng không có đủ. Nhưng mà nếu mình ở bệnh viện thì
ta sẽ gây ra rất là nhiều áp lực là mình phải sinh ra con ngày này, và nếu sinh sớm thì có lẽ họ sẽ ép mình sinh mổ. Nếu mình đi qua thì cũng sẽ gây ra áp lực cho người mẹ. Thứ năm là ở nhà không có thuốc kê. Cũng có người bà đỡ đẻ thì có thể cho người mẹ thuốc ở nhà, hay bạn có thể chọn giảm đau với thảo mộc hay những thứ tự nhiên. Na thì không uống gì hết. Thuốc tê thì sẽ ảnh hưởng việc cho con bú và việc cách nói giữa hai mẹ con. Với lại, khi mình bị tê và mình không thấy gì hết khi mình sinh con thì có lẽ là giảm đau khi mình sinh, nhưng mà thường vài ngày sau mình về nhà từ bệnh viện và mình thấy đau hơn nữa, thì na nghĩ là sinh con thiếu thuốc là tốt nhất, là tự nhiên nhất, và hormone của mình sẽ hormone tình yêu giữa hai mẹ con. Nếu mình uống thuốc tê thì điều đó sẽ ảnh hưởng sự kết nối giữa hai mẹ con và oxytocin, dopamine. Ok, lý do thứ sau là sinh con tại nhà sẽ giảm khả năng sinh mổ. Nếu các bạn sinh mổ thì hôm sau quan trọng nhất là em bé đang được bế từ người mẹ, và em bé tồn tại, em bé đang sống, em bé ở đây thì hôm sau hết. Nhưng mà nếu có thể thì sinh thường sẽ tốt hơn cho hai mẹ con và cuộc sống của con sau này về việc uống sữa của mẹ và kết nối với mẹ, và cũng sẽ giúp cơ thể của người phụ nữ quay trở lại bình thường sớm hơn. Nếu sinh mổ thì sẽ nghỉ ngơi lâu hơn và không thể hoạt động mỗi ngày như trước đây. Chắc chắn là nếu sinh thường thì cũng cần nghỉ ngơi khá là lâu, ít nhất là 40 ngày. Ai đây? Ở bệnh viện thì sinh mổ một chuyện hết sức bình thường. Cũng có những nước như Trung Quốc thì sinh mổ phổ biến hơn sinh thường, và có nhiều người phụ nữ ham muốn sinh thường tại vì sợ có thể sẽ không khỏe trở lại như bình thường. Nhưng mà na nghĩ nếu mình ăn uống lành mạnh và mình tập thể dục và mình nghỉ ngơi và mình thư giãn và mình ngồi thiền thì có thể sẽ khỏe trở lại khá là sớm. Có thể của na thì như vậy, na không lo về chuyện đó. Ở Trung Quốc thì có nhiều phụ nữ chọn ngày sinh của họ luôn, tức là họ không lên ngày cơ thể của họ. Na thì nghĩ là người mẹ và em bé làm việc với nhau, làm với nhau là khi em bé sẵn sàng để sinh ra, em bé sẽ bắt đầu khỏi cơ thể của mẹ. Nhưng mà nếu người mẹ chọn ngày đó, có nghĩa là họ không tin vào cơ thể của họ và không tin vào em bé của họ, mà là họ sẽ chọn một ngày đặc biệt hay chọn một ngày mà họ thấy đó là ngày may mắn. Và đây là văn hóa của họ, thì Na không muốn nói là đó đúng hay sai, nhưng mà đây là góc nhìn của Na thôi. Sinh mổ thì rất là phổ biến ở bệnh viện, đặc biệt buổi chiều trước khi bác sĩ về nhà. Có rất là nghiên cứu ở bên Mỹ thì ngày thứ sau là Friday trước khi cuối tuần thì việc sinh mổ phổ biến hơn, tại vì đó là nhàn hơn và bác sĩ có thể về nhà ăn tối. Thật, đó là sự thật, và chắc chắn không có bác sĩ nào sẽ nói là mình sinh mổ tại vì mình muốn về, không. Nhưng mà có rất là nhiều lý do. Na thì có những người bạn sinh con ở bệnh viện và y tế hay bác sĩ nói là họ nên sinh mổ tại vì có một vấn đề nào đó, nhưng mà thường không cần thiết, và bạn của em bảo là không, mình sẽ sinh thường rồi sinh thường một cách an toàn, không có vấn đề nào hết. Lý do thứ bảy là giảm khả năng bị trầm cảm, và điều đó cũng liên quan đến hormone, thì Na không cần phải nói nhiều về điều đó. Nhưng mà có rất là nhiều người phụ nữ là sợ sau khi sinh con họ sẽ bị trầm cảm, và Na cũng nghĩ là vấn đề này liên quan đến lối sống của mình và cách ăn uống nữa, và cũng liên quan đến bao nhiêu người hỗ trợ mình
men có người chăm hỗ trợ men ham, men có người mẹ hay hay mẹ chăm, hay bố mẹ, bạn bè, hàng xóm sẽ giúp men sau khi mình sinh con. Tại vì nếu không mình sẽ rất là vất vả, tại vì mình phải chăm sóc bản thân, tinh thần và cơ thể. Mình phải chăm sóc con, mình phải cho con bú, mình đang học về con của mình. Mình chưa biết nhau, mình đã biết nhau trong bụng, nhưng mà bây giờ mình tìm hiểu với nhau kỹ hơn. Và mình cũng phải làm việc ở nhà nữa. Mình phải rửa bát nha, mình phải nấu ăn nha, mình phải dọn dẹp giặt đồ. Rất là nhiều thứ. Thì mình cần đủ người ủng hộ và hỗ trợ mình trong giai đoạn này, để giảm khả năng bị trầm cảm. Nhưng mà việc sinh con cũng sẽ giúp tránh vấn đề đó. Lý do thứ 8 là đã sinh con ở nhà để có tự tin và bản thân. Khi mình sinh con tại nhà một cách tự nhiên thì mình phải lắng nghe cơ thể của mình. Không phải là mình cho sự tin của mình vào người khác. Không phải là mình lắng nghe người khác và họ nói là mình phải làm thế này, làm thế kia. Đây là con của mình, đây là cơ thể của mình. Mình là người biết là mình đau như thế nào. Mình là người biết là con mà bụng của mình cảm thấy như thế nào. Không có ai ngoài mình biết rõ hơn và chính xác hơn. Thì nó thấy là việc sinh con ở nhà sẽ giúp mình tăng sự tự tin vào bản thân. Và mình có thể lắng nghe trực giác của mình và lắng nghe cơ thể của mình một cách chính xác hơn. Và điều này rất là quan trọng cả đôi luôn. Khi mình mang thai, khi mình sinh con và sau này nữa, mình có thể lắng nghe cơ thể. Mình bị đói không thì mình ăn, mình khát nước thì mình ăn. Việc lắng nghe cơ thể là kỷ luật thực sự. Và khi mình sinh con ở nhà, mình tự tin vào bản thân. Tại vì đấy là một việc cực kỳ, không có việc khác, không có việc nhiều sinh con. It's a rất là đặc biệt, rất là thiêng liêng. Và nếu mình có thể làm nó một cách tự nhiên thì mình cảm thấy mình có thể làm tất cả mọi thứ. Sau khi nà sinh con ở nhà, nà cảm thấy rất là hài. Giống như là mình hâm trên trái đất này và mình đang bay trên thiên đường. Mình cảm thấy wow, cơ thể của mình rất là kỳ diệu. Và sau này nà có thể làm bất cứ điều gì khác. Nà thấy núi rất là cao và nà nói cho bản thân nà có thể leo nó. Tại vì trước đây nà đã sinh em bé này và em bé này cực kỳ khỏe, rất là vui và rất là bình an. Và nà nghĩ là một phần của sự bình an của em bé là vì em bé đã chào đời như thế này. Và nà thấy khá là tự tin vào điều đó. Lý do tự tin mà đã sinh con ở nhà là tư thế cơ thể tự nhiên. Nếu các bạn nằm xuống trên giường mà sinh con, bạn có thoải mái không? Tại vì em bé đang xuống cơ thể của bạn, thì bạn muốn cho một tư thế tự nhiên hơn để cho phép trọng lực, gravity làm việc cho bạn. Bạn không cần làm hết sức mình. Bạn chỉ di chuyển làm cơ thể của mình thoải mái. Nếu bạn bị đau, đó là dấu hiệu là bạn nên di chuyển, bạn nên hoạt động. Bạn có thể đi bộ, bạn có thể đi dạo, bạn có thể thay đổi tư thế. Mình suy nghĩ đến yoga. Yoga đã giúp rất là nhiều người giảm stress nha, và làm cơ thể linh hoạt hơn. Cơ thể của mình có thể di chuyển. Lý do 10 là nếu sinh con ở nhà thì không cần tắm cho con ngay lập tức. Và bạn có thể ngồi thế con, đặc biệt đau của con đầu. Bạn có thể ngồi thế, tại vì khi em bé sinh ra, em bé có chất nhảy trên cơ thể, đặc biệt nát và đau và dưới chân của con. Và bạn có thể ngồi thế nó. Và nếu bạn chưa ngồi thế một em bé sơ sinh, em bé bạn sẽ rất là ngạc nhiên khi em bé của bạn sinh ra, tại vì rất là thơm luôn, dễ bị nghiền. Thực ra thì chất nhảy ở đó để người mẹ bị nghiền con. Tại vì khi mình
ngồi thế con mình thấy rất là thơm và có một cái gì đó trong não của mình làm mình chăm sóc con rất là kỹ, tốt nhất có thể. Đó là một thứ tự nhiên để kết nối con với mẹ. Và nếu con bị tám và rửa ở bệnh viện ngay lập tức thì bé và mẹ sẽ mất cơ hội đó để tiếp xúc với nhau. Và người mẹ sẽ không biết con của mình thơm như thế nào. Wow, nó vẫn ngồi thế đầu của con. Và bây giờ thì con sẽ con rất là nhiều thì mất một chút, nhưng mà nó nhớ mùi đó. Lý do cuối cùng, có rất là nhiều lý do, nhưng mà nó đã nói rồi là tiếng Việt chưa giỏi để nói chi tiết hơn. Nó khuyên các bạn đọc những sách về việc sinh con tự nhiên, tại vì có 100, con hơn 100 lý do để sinh con tại nhà. Nếu bạn cảm thấy thoải mái, nếu bạn muốn, nếu bạn sẵn sàng, tại vì có rất nhiều người mẹ mà họ sinh con ở bệnh viện và họ có trải nghiệm xấu, xong rồi họ chọn và sinh con ở nhà. Có rất nhiều podcast, đặc biệt nếu bạn nói tiếng Anh thì có nhiều sách. Nà, hy vọng là tiếng Việt cũng có, nếu không, nà sẽ học thêm tiếng Việt rồi đọc sách luôn, Việt sách. Bây giờ thì chưa được. Nà có thể nhờ chồng để Việt sách cho nà, để bạn thấy sao. Mà lý do rất là quan trọng là da của em bé có thể tiếp xúc với da của mẹ. Và điều này không chỉ làm hai người thoải mái mà yêu nhau rất là sâu sắc, mà đó cũng liên quan đến hormone. Với lại, da của mẹ là thứ hiệu quả nhất để làm con đủ ấm. So với cái chân, so với mẹ mà làm con ấm, không có gì bằng da của người mẹ. Và em bé thường sinh ra và không mở mắt, mà em bé biết đấy là người mẹ của mình. Và nó nghĩ đó là điều rất là tuyệt vời. Với lại, nà nhớ là em bé của nà thì sinh ra ở ngoài nhà, ở dưới sao, bầu trời, có nhiều sao. Ngày đó lúc 4:32 sáng buổi sáng, sáng sớm, rất là sớm, mặt trời chưa mọc lên. Và mình không chọn là thời điểm mà con sinh ra, mình không biết là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Và nếu em bé sinh ra buổi tối hay nếu mình trong nhà thì mình có thể thắt đèn để nó tối, tại vì em bé trong bụng rất là tối. Và khi sinh ra thì em bé sẽ thấy thoải mái hơn. Nếu có nhiều ánh sáng nhiều ở bệnh viện, ánh sáng không tự nhiên, không phải là ánh sáng từ mặt trời, nhưng là ánh sáng trong một phòng không có cửa sổ, thì em bé sẽ không biết là mấy giờ rồi. Và mắt thì chưa phát triển thì hơi bị sắp một chút. Đó là một lý do khác. Nếu nà nghĩ đàn thêm lý do, nà sẽ chia sẻ. Và cảm ơn rất là nhiều các bạn đã xem video. Và nà hy vọng video này có ích cho các bạn, đặc biệt những phụ nữ mang thai. Video này đã kết thúc rồi và các bạn có thể xem video tiếp theo về việc sinh con. Nếu các bạn có câu hỏi thì bên ngoài phía dưới nhé, tại vì đây là đam mê mới của nà là việc sinh con tự nhiên ở nhà. Ok, bye bye, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nhé.